người nuôi tôm ở nhiều tỉnh miền Nam gặp khó khăn vì thiếu nước sạch. Mực nước các con kênh xuống thấp không chỉ làm ảnh hưởng các tỉnh trồng lúa, các địa phương chuyên nuôi tôm như Cà Mau, Bạc Liêu, nông dân cũng đang gặp khó khăn trầm trọng do thiếu nguồn nước sạch. Và đây là nguyên nhân làm cho bệnh dịch của tôm phát triển rất mạnh, gây ra thiệt hại lớn cho người nuôi. Một người nông dân ở xã Phú Hưng, huyện Cái Nước cho biết, vụ nuôi vừa qua, tôm thẻ chân trắng nhà ông đang nuôi thuận lợi được hơn 50 ngày thì tôm bỗng dưng bắt đầu bỏ ăn và sau đó chết ngày càng nhiều. Nhiều người nuôi trong địa phương gặp tình trạng tôm mới nuôi được 20 ngày chết hết. Hầu như các huyện nuôi tôm công nghiệp ở Cà Mau như huyện Đầm Dơi, Phú Tân, Cái Nước đều ở trong tình trạng tôm nhiễm bệnh. Nguyên nhân là nước các con kênh rạch đã cạn dần đến đáy, mức ô nhiễm đậm đặc hơn. Theo người nuôi địa phương, nguồn nước vốn đã bị ô nhiễm khá nặng do vùng này đang phát triển nuôi tôm công nghiệp rất mạnh, ý thức của người nuôi thì lại chưa cao. Hễ tôm bị bệnh dịch, họ xả nguồn nước trong ao ra dòng kênh rất gần. Nguồn bệnh cứ thế theo dòng nước lan rộng, mùa khô mực nước các kênh rạch lại thấp hơn bình thường. Các bệnh dịch như đốm trắng, đỏ thân và các mầm bệnh khác dễ thâm nhập và làm ảnh hưởng đến nhiều gia đình nuôi tôm trong vùng. Ông Hồ Thanh Tuấn, Phó Phòng Phát triển Nông thôn huyện Đông Hải cho biết, diện tích nuôi tôm công nghiệp của huyện là 3.350 mẫu tây. Tuy ngành nông nghiệp huyện đã cảnh báo người dân trong vụ nuôi này đặc biệt cẩn trọng về vấn đề nguồn nước trong mùa khô, nhưng cũng đã có đến 100 mẫu tây nuôi tôm của huyện thiệt hại. Trong đó, chính yếu là bệnh gan tụy, một loại dịch bệnh rất phổ biến hiện nay. Vài năm trở lại đây, tình hình nuôi tôm tại Cà Mau, Bạc Liêu tiến triển rất mạnh, diện tích nuôi không ngừng tăng. Diện tích nuôi tôm của Bạc Liêu đã lên đến con số là 15.000 mẫu tây.